Hello các bạn đã đến kênh Vũ Thành à, lộn kênh Ngáo TV các bạn ơi. Bạn biết làm sao mà mình bị thương cái chân đó, mình muốn nè tay to chuột á thì bự, nên mình đã gia nhập hội gamer của Ngọc. Các bạn biết cục tạ đơn không đó, mình đang tập C nè, đó. Các bạn biết cục tạ đơn đúng không? Nhưng mà nó thô sơ quá, mình đang tập cái bên tạ nó rớt xuống rồi trúng chân mình cái thành vậy luôn. Nên á, mình đã dưỡng thương một tuần lễ các bạn ơi. Bây giờ cái chân mình á, nó đã lành rồi. Bây giờ mình sẽ qua kia Ngáo làm clip tiếp nha các bạn. Đó, ừ đúng rồi, trong cái lúc mà mình dưỡng thương, mình thấy cụ nú nó mở quán bán nước nè, bán đồ ăn nữa. Nên á, mình sẽ thử hết nó làm cái món này nha các bạn. Tại mình cũng đang thèm nữa. Cái món takoyaki mình đang thèm các bạn ơi. Giờ qua kêu Kunu nè. Anh Tú, anh Ngáo, phút giây đèn làm nha các bạn. Đi rồi. Anh Ngáo ơi. Chuyện mình làm chạy bình thường các bạn ơi. Anh Ngáo ơi, làm clip. Gì ngủ hết trơn rồi trời. Nó vậy làm clip coi. Thằng này, nó vậy làm clip. Ngáo hả? Ê trời, cứ vậy. Vậy làm clip nè, ý nghĩ hoài. Vậy làm clip. Trời, nói gì? Thì làm clip nè, bữa nay cái chân em lạnh rồi nên phải làm clip ăn uống gì đó, dưỡng thương chứ. Thánh thần ơi đại ca, đang ngủ giờ tao quay ngủ rồi, hôm nay tao đang nghỉ mệt mà. Nghĩ cái gì? Nhưng mà chân em hết rồi nè. Thì hết rồi, giờ tính sao vợ? Làm cái món gì á, mình ăn đi. Món gì vợ? Cái món takoyaki anh Ngáo. Takoyaki hả? Tao thích mày làm nữa Hạo ơi. Món gì vậy? Làm đi. Tô takoyaki đó mà. Đúng rồi. Trời, món này hồi đó anh có làm rồi. Làm rồi, nhưng mà anh thèm không? Mày nhắc anh mới thèm á. Đó, mình phải làm đi Hạo, tao thách mày đó Hạo ơi. Trời ơi, Thanh thách luôn cả. Hết chuyện mà anh Kunu rồi, Kunu món gì nó làm chả được. Tao chấm điểm khó lắm đó. Để chút tao mua nguyên liệu về tao giọng nha, ổi lộn. Tao làm cho mang nha, rồi sẵn đây á, thằng Thanh nó góp ý cho mình á, mình cũng làm để bán cho mấy đứa nhỏ luôn nha các bạn. Ok em. Bây giờ em biết kìa, em đi mua nguyên liệu nha. Ok em đi mua nha. Nguyên liệu mình đã mua vậy cũng đầy đủ rồi nha các bạn. Mình có hành này mình rửa rồi nha, với bắp cải. Rồi bột chiên giòn nữa nè. Thêm mực tuột này mình đã rửa qua muối cho sạch rồi nha các bạn. Trứng gà nữa. Thêm trứng gà nữa nè. Rồi Thanh, mày giúp tao đi lột đúng không? Đúng rồi, lột và tuột rồi sắc nhỏ ra giùm tao. Okay, nha. Hạt lựu ha. Ok, rồi Tú, mày cũng sắc bắp cải với hành này ra hạt lựu nhỏ giùm tao nha. Ok mày ơi. Ok. Rồi mình thì mình khuấy bột nha các bạn. Bật rửa lên nha các bạn. Đợi nước sôi rồi để bạch tuột vô. Giờ mình cắt ra phần hành ra phần nửa nha. Ngập đôi lại. Giờ mình sẽ sắc hành cho nó thiệt mỏng nha. Rồi, sắc hành xong rồi. Giờ hốp để qua cái dĩa này rồi. Giờ mình sẽ sắc bắp cải nha các bạn. Giờ mình sẽ đẽo bên hai cái hành này nè. Để bỏ cái hành ngay giữa nha các bạn, nó cứng lắm. Cắt cho nó mỏng lại nha các bạn, cho nó thiệt nhỏ luôn nha. Nước sôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho mực vô nha. Ui trời ơi, đi ăn. Ui trời ơi. Rồi giờ mình sẽ đập trứng gà luôn nha các bạn. Đợi hồi nãy giờ mực đã chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gấp ra. Gấp từ con nó khó lắm các bạn. Gấp kỹ vô chứ không nó rớt xuống dằn nước lên nữa. Cắp lên hết xong rồi mình sẽ cắt hạt lựu. Đó. Trời ơi, đã. Quá trời thèm rồi các bạn ơi. Làm nhanh nhanh ăn biết mới được. Rồi gần xong rồi. Còn 3 4 con nữa hả. Đây, bây giờ mình sẽ cắt mực cái hành hạt lựu nha các bạn. Đó, đây nè. Cắt cái thành hạt lựu nhỏ nhỏ thôi, ăn mới ngon. Đây, cắt cái hành vậy nha các bạn. Ờ, nghĩ khiết ăn mới được, thèm quá trời thèm mày.
Trời trời, từ cái lúc mà mình bị cái chân tới giờ các bạn, mình chưa được ăn mật luôn. Trời trời, nó ngon. À, đã quá. Rồi, làm tiếp, làm tiếp. Rồi. Ngon quá. Ăn kia rồi, ăn luôn. Ngon. Rồi em khuấy đều chưa nâu? Rồi anh ơi, đều hết trơn rồi. Đưa này cho anh. Ok. Rồi, rồi bây giờ em chế trứng vô từ từ nha. Dạ để từ 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 từ. Rồi rồi chế vô đi em. Ok. Đấy được rồi, từ từ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Ờ như vậy đó. Ờ đúng rồi em ơi. Nên khuấy ra nó mới dễ. Ok em. Đều đều nhanh nhau. Rồi bây giờ mình sẽ trộn bột với lại trứng gà nó đều đều nha các bạn. Khuấy thôi. Thêm nước nè em ơi. Ok. Đó này là mình cho nước lọc vô nha các bạn. Còn cái gì kìa nhau ơi. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Này. Nói chung là đảo đều hết trơn nha các bạn. Hôm nay bán món này chắc đắt lắm nha anh nhau. Ờ chứ sao nữa em. Món này hơi bị ngon luôn á nha. Rồi vậy. Anh quậy đều đều thôi nha. Từ từ em. Đó, quậy như vậy các bạn, quậy đều đều mới đã nha. Đó. À. Rồi nãy giờ thì mình cũng đã trộn cho đều nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho con mật vô nha các bạn. Đây. Đó. Cho vô đi nhéo ơi. Cho mật vô nha. Đây. Đây. Tiếp theo là mình sẽ cho hành với lại bắp cải vô nha các bạn. Đây, cho vô hết luôn nha. Ui. Đó, mình phải trộn đều với nó nha Nu. Đó. Phải trộn đều với nó đều. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều ra một cái nữa nha các bạn. Này, rất là hấp dẫn nha các bạn. Vậy mình bỏ vô mình làm luôn ha anh nhau. Đúng rồi em. À. Mình chỉ bỏ vô là mình nướng là xong rồi đó. Dạ. À. Giờ đảo đều nè. Nhanh lên nhéo ơi. Từ từ em. Rồi bây giờ mấy anh em mình chiên luôn nha các bạn. Ok em. Rồi quét dầu anh nha. Rồi. Nhanh đi Nu. Ok. Mình sẽ quét dầu vô mấy cái lỗ này nha các bạn. À, quét đều đều nha em. Dạ. Đó, bây giờ tiếp theo mình làm gì ta? Rồi giờ mình múc bột thả vô anh ơi. Thằng ơi, vô đại ca thì đi đâu mới ra vậy? Ngủ quá em vô rửa mặt cái anh Ngáo rồi. Bây giờ bắt đầu chiên vậy nè, buồn ngủ gì nữa. Ê, nhanh đi Ngáo ơi. Đi Nu. Rồi. Dễ vô, đúng rồi. Ôi, đã kìa. Rồi. Đó. Rồi. Nhanh đi Ngáo. Ok. Nấu vậy. Từ từ mấy ơi. Gấp quá. Làm cũng vậy. Làm bài từ rồi em, từ từ nha. Dạ. Nhớ múc bột nghe đại ca. Ok có nè. Ôi. Quá hấp dẫn luôn rồi Nu ơi. Quá hấp dẫn rồi. Chậu thêm đi. Ok. Thầy, giờ để gì nữa Hảo? Đâu, để từ từ. Rồi giờ chắc mình để phô mai vô ha. Ờ, để đi. Ok. Để lên này làm chậm. Một cái một miếng nha các bạn. Hai miếng cũng được, hai miếng cho ngon. Béo. Đó. Tú coi chở chở tao nha. Ok. Đó, còn hai miếng nữa. Giờ mình sẽ khử cái bánh này lên cho tròn nha các bạn. Nu, chế bột thêm vô mày. Ok. Để cho tròn nè. Đó. Đỏ quá. Thơm quá Tú ơi. Quá trời. Thơm thanh. Thơm mày. Ngon lắm à. Chứ sao mày. Nhanh đi Tú ơi. Để vô đây nữa nè Nu. Ok. Để vô đẹp nha mày. Đó, đẹp rồi. Ok. Bên này nè, khử bên đó đó. Từ lần đầu tiên Vũ Hành lần đầu tiên làm cái gì Vũ Hành? Ừ đó đó đúng rồi. À, trời ơi vàng. Okay. Hay quá anh ơi. Rồi chế bột vô luôn rồi. Hôm nay anh đây nè. Thôi thành trước đi. Ok. Rồi. Cái này luôn. Để bà luôn nha bạn. Tú để tao. Nói chung là cái bánh này cũng cực lắm nha các bạn. Chứ đâu phải dễ đâu. Có làm mới có ăn nha các bạn. Đúng rồi. Ngáo làm tiếp anh Ngáo nói không vậy? Thì anh đang quay nè mày. Quên.
Nâu 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 chế này nữa nâu. Ok. Chế bên chế bên của ông Thanh kìa. Em cái này ha. Tú cái đây anh ơi, gọi tới ông Thanh nè. À hảo. Anh ơi. Dính quá mày ơi. Cái cho đẹp đẹp cái nâu sao nó. Mày chế gì kỳ vậy? Đổ ngoài qua á. Không kéo nó chạn quá mày ơi. Nâu ơi. Ok. Đó lật mấy cái tiếp theo đi Tú ơi. Từ từ mày. Xong chưa? Xong chưa? Xong này mày ơi. Tú ơi. Từ từ, để em xíu. Thằng ơi, đồ nghề đâu ra hả? Chuẩn bị trước đó mày. Thằng ơi, đại ca ơi. Thằng ơi, dưới có mayonnaise nữa các bạn. Từ đó. Ê, mayonnaise nữa hả? Đúng rồi anh. Thằng ơi, nhiều nhiều vậy. Mày mà giữ cái tại. Thì sao, đã chưa? Thằng ăn luôn hả? Cũng ngon. Còn dưới nè. Anh không. Ừ. Hèm quá mẹ ơi. Ngon quá. Mẹ ơi, có hèm quá. Nó gì vậy nè? Trời ơi, nó mới ra lò mà. Mới ra lò mà, anh đi ra luôn các bạn. Ồ, được rồi. Sao hả? Coi bán mấy ngõ rồi nha. Ừ. Con chuyện rồi, về cái nha. Ok. Thằng ơi, làm gì vậy rồi? Thưng nha. Gì hả? Con chuyện về. Con chuyện về hả? Anh đi về trước nha. Thằng ơi, đại ca này chứ. Rồi hai viên này tao để đâu? Thằng ơi, chuẩn bị luôn hả? Đúng rồi. Thằng ơi, có hộp luôn hả? Thằng ơi. Thằng ơi. Rồi, rồi, rồi. Gặp hết, đem về đi. Tìm về nhà ăn luôn hả? Đúng rồi anh ơi. Em không công chuyện á. Thằng lắm anh ơi. Em về trước. Thằng ơi. Thôi cảm nha. Nãy nướng hơi khét xíu. Không sao đâu, có ăn là được rồi. Ờ, khoan, khoan, khoan. Để xịt mayonnaise đại ca ơi. Xịt đi ngon chứ. Đây, đó. Em giận không, nghe ơi. Được rồi. Rồi. Rồi, rồi. Rồi, đây nè. Súng rồi đó. Thằng ơi, đây đây. Thì tôi nói hết rồi đại ca ơi. Rồi xong rồi, dưới đây được rồi anh Ngáo ơi. Trời ơi, thằng này có bịp không vậy trời. Em xin phép về trước nha. Rồi bye bye em luôn nha. Bye, bye các bạn. Thằng ơi, này à, giờ sao mấy đứa gì không có nói mình bán vẫn bình thường phải không? À, không có đó, mình bình thường anh ơi. Ok. Thôi ơi. Ê, lẹ lẹ, lẹ tay mấy đứa ơi. Nhanh. Tại vì bây giờ cũng gần 4 rưỡi rồi, giờ tay học của mấy đứa nhỏ á. Dạ. Lẹ lẹ lẹ. Thôi bán được rồi anh Ngáo ơi. Ừ. Mày tranh thủ mày chở cho vàng vàng nha. Chứ lúc đầu tao thấy mày chở là không im đó. Nó đen đen không mà nó không có vàng. Đây tao múc vô cho nè. Trời ơi mày đổ gì nó. Rồi hơi lố tay một xíu. Gì mà nó tràn cái tùm lum vậy. Ok ok, ít lại. Thì nãy giờ công sức mấy anh em mình đổ các bạn thì cũng được nguyên một dĩa vậy các bạn. Đó, bánh takoyaki nha các bạn. Đó, rất là nóng luôn nha. Bây giờ là chị đợi mấy em học sinh tới kêu món là mấy anh em mình bưng ra cho ăn liền nha các bạn. Đó, vừa nóng vừa thổi vừa ăn luôn nha các bạn, rất là ngon luôn. Bây giờ mấy anh em mình tiếp tục sẽ làm cái mẻ mới nha. Thử tiếp tao nu ơi nu. Từ từ. Bay bữa nay nu to nó có mở quán ban đêm nữa nè. Ủa rồi Khang hồi trưa mày ăn gì? Tao ăn có ly mì à. Trời trời, giờ mày nhắm mày vô đây mày ăn nữa không? Bình thường đó với tao thôi. Ba tới quán hồi kìa, vô đi mà anh. Ừ, vô vô lẹ, vô lẹ. Ok. Ôi khách vô, nhanh mấy em ơi. Dạ 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 dạ. Nay vô ăn nữa hả? Dạ. Nè nè, ngồi đây nè, ngồi đây nè. Vô, vô ba đứa ngồi đây nha. Dạ dạ. Ok, dạ. Rồi ăn gì nè? Rồi mấy đứa nay ăn uống gì nè? Ủa nay quán anh có bán gì vậy? À nay quán anh có bán bạch tuộc takoyaki nha em. Dạ. Ba đứa ăn không? Ăn. Ok, rồi có uống nước gì không? Cho em ly nước cam đi anh. Em uống ly nước cam luôn. Còn Nhân? Cho em ly miền đá xanh. Ok. Rồi giờ mình làm ba phần ăn cho ba đứa nó nha. Ok. Nè mình cho
bánh takoyaki vô nha. Một hộp vậy là 6 viên nha các bạn. Đó, rồi giờ mình xịt tương ớt lên nha. Bên đây. Rồi bên đây luôn. Rồi có mayonnaise nha các bạn. Đây. Xịt vô cho béo béo. Ok. Xong nè mấy đứa ơi. Đây, hai phần trước nè. Rồi một phần nữa. Wow. Mấy đứa ăn đi, anh làm nước sau nha. Dạ. Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Rồi ăn rồi cho anh biết cảm nhận nghe nha. Dạ. Ôi, sao nha? Vừa đồ nữa em. Ăn sao đồ? Ngon quá anh ơi. Ôi rồi nha, thấy cảm nhận sao em? Dạ rất ngon. Rất ngon luôn hả? Dạ. Còn gì khác nữa ngoài ngon không? Không. Rồi bây giờ sẽ qua tới bạn Khang bên đây nha các bạn. Đó, Khang em ăn rồi em thấy gì sao Khang? Tuyệt vời không mặt trời luôn anh ơi. Tuyệt vời không mặt trời luôn á. Em nhắm cỡ em á. Em ăn bao nhiêu cái viên Takoyaki này được em? Chắc khoảng 5-6 viên nha anh ơi. 5-6 viên hả? Tặng ơi. Như vậy mà ăn 5-6 viên là anh không có tin nha Khang. Rồi ăn đi anh làm nước cho ha. Dạ. Đây. Ôi bạn ơi, mình ghim thêm cục nữa mình ăn nè nha bạn. Ngon đâu? Dạ ngon anh. Ngon nha, ăn tiếp nha. Dạ. Tiếc quá bạn ơi. Tại không có mấy đứa bạn mình á, ăn thấy cũng hơi buồn buồn á. Còn mày Khang? Tao cũng vậy thôi. Để tao ăn coi. Ngon quá, ngon rồi. Rồi giờ mình làm 2 ly cam, 1 ly Minda xanh nha. Đó, mình làm cam cho hai đứa chứ. Ok. Rồi, tới Minda xanh nha bạn. Đó. Rồi, ông hút luôn nè em ơi. Ok, anh bưng ra giùm em nha. Rồi, đây 2 ly cam để anh cho. Đây 2 ly cam của ai? Em chứ Khang anh ơi. Đây 2 ly cam của Nhân nè. Cảm ơn anh. Ăn thì kêu thêm nha Khang. Đồ, dạ. Nhân nữa. Khác thì kêu thêm nha. Dạ. Ok. Ăn thêm đi mày. Hôm nay anh Nu có mở quán bán ban đêm nữa nha các bạn. Không biết là bán món gì nữa. Tại mấy đứa bạn mình kêu mình tới trước nên mình tới. Rồi vô quán thôi. Ngồi ghế nè em. Khách vô nữa hả Tu? Đúng rồi. Này em muốn ăn món gì nè? Dạ ở đây có bán món gì anh? Bữa nay là có món Takoyaki á. Dạ chứ lấy em. Nước Mirinda bấm nô. Đúng rồi, Mirinda xanh với cam nha. Dạ rồi. Lấy em một phần với một ly Mirinda xanh. Ok, okay. Chờ anh xíu nha. Dạ. Rồi xong phần cũng khá nè Tu ơi. Đây, để tao bưng ngoại cho. Ok. Xong nè khá rồi. Dạ. Ăn ngon nha em. Ăn thử đi em. Món mới đó. Thấy ngon không em? Dạ rất ngon. Trời ơi, uống miếng nước nè, miếng nước nè. Ngon quá anh ơi. Trời ơi, món của cô Nu làm mà em. Dạ. Rồi mấy cô với mấy em muốn ăn gì nè? Đó. Rồi rồi, vô luôn à, dì đẹp ơi, ơi, vô bà Năm ơi. Em vô luôn. Này, khách đông quá các bạn ơi. Rồi lựa lựa bạn nào chắc bài này đi hết ta, bài này đi. Đây bài này nè, em ngồi đi em. Ngồi đi. Ngồi đâu? Ghế nè con. Cô ăn cái gì? Uống cái gì? Rồi ăn gì đây? Ở đây thì anh có bán bánh bạch tuộc Takoyaki á, em ăn một hộp ha. Ok, rồi em ăn một hộp luôn ha. Dạ. Ok, rồi gì đây? Ăn gì đây? Ăn hộp bánh. Hộp bánh Takoyaki luôn ha. À. Dạ. Dạ bà Năm ăn gì bà Năm? Không ăn bánh mà uống nước ngọt. Dạ được luôn, dạ được luôn. Dạ chắc bà Năm ngồi bên đây đi bà Năm ơi. Hả? Ngồi ghế. Bà Năm ngồi bên đây đi. Rồi bây giờ em uống nước ngọt gì nè, tư vấn luôn Tú ơi. Ngọt rồi con. Em uống nước ngọt gì? Có Mirinda cam với Mirinda. Cam với là xanh em ơi. Mirinda. Mirinda cam hay là xanh á? Cam. Cam đi ha. Rồi em uống cam hay là xanh? Cũng cam. Cam luôn ha. Đó, gì đẹp uống gì đẹp?
À gì đợt này Diêm Hồng hay uống ăn bánh thôi. Ăn bánh thôi. Dạ. Còn bánh nấm kìa. Bánh ăn gì? Uống cam. Cam luôn ha. Trời ơi, làm lẹ nó ơi. Ok. Làm lẹ đi em. Tú tới tội tôi rồi, làm nước tú. Thôi rồi. Ba hộp đó à, ba hộp rồi. Ok. Ừ. Thứ hai nha. Ok, hộp thứ ba. Nước tao xong nha Nô. Ok. 4 ly cam nha Tú. Một bưng nước ra ngoài trước nha. Ờ bưng nước đi Tú ơi. Ê hai em. Em có thấy nước ngon không? Ngon. Em thấy ngon không? Ngon. Béo không? Béo. Rất là ngon, rất là béo. Ăn đi. Ăn đi. Thì giờ tới dì Đẹp mình ăn luôn nha các bạn. Đó. Rồi dì Đẹp ăn rồi cho con biết cảm nhận thật sự luôn nha dì Đẹp. Dì Đẹp thấy làm sao? Bánh ngon, béo. Béo. Ngon. Rồi, thấy quá tuyệt vời dì Đẹp ơi. Quá tuyệt vời. Thôi bà Năm ăn thử một cái đi bà Năm. Thôi, uống nước kìa, bà Năm uống nước ngon không? Bà Năm uống nước. Dạ rồi, dạ. Ngon không ăn hả? Ủa, nước rất là ngon. Rồi bây giờ là tình hình sao Nâu, còn nhiều không Nâu? Dạ còn nè anh ơi, còn nhiều lắm. Nói chung là cũng bán được hả Nâu? Dạ trời, bán thấy cũng được lắm rồi đó anh. Anh ơi, bán cho chị hai thêm hai hộp đó đi Thành ơi. Dạ, dạ vậy là hai hộp đúng không vậy? Hai hộp nữa. Rồi hai hộp đi anh vậy. Ok. Hai hộp anh vậy em. Ok. Rồi làm nhiều cho chị đẹp cái nha. Dạ. Rồi. Hộp mấy viên Nâu? Hộp 6 viên Tú ơi. Cho một ly nước cam nha Thành. Dạ dạ. Nước màu xanh á. Nước Minda Thái không gì Đẹp? Dạ dạ. Ok. Okay. Ủa gì Đẹp mang về hả? Mang về, mang về. Dạ. Mang về lộn, mình để lộn hộp các bạn ơi. Đó, mình sắp ra lại. Ok. Trời ơi, xong luôn nha. Đó, hộp cuối cùng. Giao cho cô. Con ăn còn nước không cô? Rồi. Dạ. Rồi, tính tiền luôn. Luôn. Tính tiền luôn như con. Rồi, tính tiền cho cô luôn kìa. Như Nô. Dạ, hết đây là có 50 thôi. Rồi, đây, hết luôn đó nha. Dạ, rồi. Con cảm ơn. Rồi, sao? Cảm ơn cô. Dạ, rồi. Cảm ơn cô. Sao, cái ủng hộ cho cô. Rồi. Dạ. Rồi, giờ mấy anh em mình uống nước nha các bạn. Tranh thủ uống nước đồ chứ ăn gì chưa, Nô? Rồi, chưa anh ơi. Rồi, mấy anh em mình chưa có bán xong sao dám ăn các bạn. Đúng rồi. Tính tiền luôn em. Dạ. Trời ơi, tính tiền cho khách giờ Nô. Tổng 30 nha mấy em. Tổng là 30k. Rồi, anh cảm ơn nha. Mấy em rất là nhiều luôn nha mấy đó. Cảm ơn mấy em nha. Dạ, dạ, dạ. Bye bye. Lần sau anh mở quán nhớ tới ủng hộ nha. Dạ. Anh sẽ làm rất là nhiều món ăn giặt nè. Rất là nhiều món ăn độc đáo để cho tụi em ăn luôn ha. Ok luôn. Rồi, bye bye mấy em. Bye bye. Khá tính tiền luôn em. Gọi mấy bạn em đâu rồi? Dạ, mấy bạn em. Nay bận hả? Bận này không tới anh. Thằng ơi nó bẹp em luôn hả? Dạ. Trời ơi anh em đi chết rồi. Nay em của em tổng cộng là 10 ngàn nha em ơi. 10 ngàn thôi. Rồi ok. Rồi nha. Mốt ủng hộ nữa nha. Rồi mốt nhớ dọn rủ con chỗ em đó nha em. Dạ. Ok bye bye em nha. Nhớ chắc chắc nha. Dạ. Rồi. Tạm biệt em nha. Dạ. Rồi bye bye em luôn nha. Dạ. Rồi. Mấy đứa dậy bán nếm mình về từ từ, chạy xe từ từ nha. Chạy xe ban đêm từ từ nha mấy đứa. Rồi mấy đứa giờ nó cũng về các bạn ơi. Thì nói chung ngày hôm nay mấy anh em mình cũng đã bán quán rất là ok luôn các bạn. Hình như ngày hôm nay tổng thu hoạch được nhiêu em? Cỡ 90 á anh. 90k các bạn. Đúng rồi. Rất là đã luôn các bạn ơi. Thôi rất là tuyệt vời luôn. Mình bán bánh gì mà rất là nhiều người ủng hộ tới ăn mà còn khen ngon đó các bạn. Mà lại được 90k nữa. Quá đã. Thì nếu bạn nào thích video này của mấy anh em mình thì hãy cho mấy anh em mình số 1 đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh Nghe TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, bye.